Hai anh em mình đang đi đốt ong. Cưa nha Thịnh. Nó cái này zoom cận quá à. Đây là em của mình là các bạn. Đang ung khói nè. Là chút xíu thì mình quay sơ ảo cho các bạn xem nha. Ông quá mình cũng hơi khớp rồi. Đây là đốt cái ổ ung khói của mình nè. Rồi nó lại anh. Nó lại nó đáp mà kịch kịch luôn. Nên là các bạn ơi, em của mình đang hun khói nhưng mà khói chưa có lên nhiều. Ông mình đứng đây mà ông nó lại nó đáp trên mình nghe kịch kịch luôn á. Ông giữ thiệt không gần nha các bạn. Giờ mình sẽ cắm cái cây này quay đi quay gần các bạn thấy ổ ong mật không đó, ổ ong mật gần rồi các bạn, trên cây xài của nhà mình. Các bạn xem nha, đó ổn không? Cắm thâu lên, cắm thâu lên. Chưa, từ từ nha. Cắm thâu lên nha. Chưa, từ từ. Để cắm cây ha, chuẩn bị đàng hoàng cái. Nó dữ quá. Vô lên cái cây cam nè. Chưa có thấy chỗ lý tưởng. Không chuyên nghiệp này các bạn, lên khói cho thiệt nhiều đi hả vô. Ủa mình làm ơn được không, tôi đứng ở ngoài quá. Đây là ổ ong. Ong nè các bạn. Rồi nó bay ra đó. Có được mật rồi nè, thấy mật rồi nè. Cầm mới đốt được nó. Nó sợ khói. Cứ đưa cho mà. Trời ơi. Mặt ít nè các bạn. Dạ, rồi. Đừng kể nó, anh kể nó. Đừng có giết. Ừ. Dạ. Nhức quá các bạn ơi, bị ông chích nè. Chích dữ mẹ. Dạ, nhức quá. Thôi. Đi gần gần đây. Rồi. Nó gượt nó Như ơi, chạy đi Như ơi. Này các bạn ơi, ổ ong hút xong rồi đây. À, mật nó tôm ra nè các bạn. Mật nó tôm ra. Cái này mà cắn miếng ngon lắm. Đây bây giờ chuẩn bị dắt mật nha các bạn.
Này. Bây giờ đang dắt mặt thôi nha các bạn ơi. Cho nên là thẻo mấy cái này ra. Mấy cái này ra. Dắt cục ăn thử đi Thịnh, ăn thử coi. Đã lắm mấy mặt này mà ăn một cái tê đít luôn à. Thì cái thao này ăn cái thôi, đồng chim lớn. Chấm được. Không, cái này, lấy cái thao đó đặng đựng mình gót mặt này ra ăn lượt lại cho nó hết bụi nữa, thao này bụi không mà. Này khó kiếm lắm à. Lâu lắm rồi mới ăn được mấy này ha. Quá ngọt. Quá ngọt, đi ăn đây. Thịnh đâu cắm cầm miếng ăn nha Thịnh. Quá bạn ơi. Cầm miếng ăn nha. Nó thôi rồi, út cho kìa. Không có cầm miếng ăn ơi. Đưa miệng thả ra, thả ra đường. Thả ra. Ăn một chỉ. Quá bạn ơi. Lên đâu thả ra chụp tấm hình kìa. Chưa. Cục gì? Trời, ta đưa nguyên ổ lên ta cắn rồi sao? Làm lại. Ừ đúng rồi, tao tấm này mới đỉnh nè. À. Tấm này mới đỉnh. Trời ơi mật nè. Ê là mất bảy ngổ bự kìa. Nên chảnh cho nó quýnh cho ba thằng bị quýnh hết. Thôi rồi nó xui ra mà. Đi nó. Lụm hết cục rồi nè. Trời ăn cái ăn. Lạ tao rồi ăn được không? Không Ngọc nó thích ăn lắm mà không biết sao nó không có ăn, nó bệnh nó mệt rồi. Bệnh đâu muốn ăn gì. Đưa ăn cục cái Thịnh. Đang dắt nha các bạn. Rất là ngọt luôn. Chỉ còn ít thiệt nhưng mà ăn được thích thôi, ăn nhiều quá mới có giờ. Ăn nhiều lắm thôi, không tốt. Mày hơn nửa lít gì? Để mày đè nó cái chip wheel trên còn ai mà chip ăn nếu mà chờ. Lấy chai sạch đi. Để nhỏ nhỏ. Sạch. Lấy sớm để chễ lé nó lấy. Nó lấy thì. Nó dễ lấy chứ. Để em ghế vô không? Còn ngoài đó chứ. Đấy gặm ghế vô dụng tôi đó. Đi cơm nước cơ thể gì rồi em chuyển áo rồi cha. Rồi đổ cái này vô trong đó luôn. Cái cục đó có hũ rượu nào không thảy vô. Đổ đó ra đi nè, hãy với cái này được rồi. Có này ra các bạn. Đâu có hũ rượu nào không, lấy này để vô nè. Ờ cái này cỡ lít không tới lít. Gần xém xém lít nè. Nửa lít. Hơn nửa lít. Có hũ rượu nào? Hơn nửa lít. Nè bỏ này vô nè nhanh nè. Ngọc ăn không con? Dạ. Mật á. Mà không con nói con thèm đó. Thôi đi hết rồi vậy. Con khỏe chưa? Con khỏe chưa? Này giúp xì lam. Con ăn xì lam á. Mật không? Ông mật ông có làm đây là sáp. Ủa sao quay hai cái điện thoại lại vậy cha? Để chú Út cái cho ăn cái. Ăn còn lại. Được cho nó sạch tặng cho nó đừng có được con trời nãy ra là ăn được đã luôn rồi con vô lấy muỗng đi cho con với chị Bảo Nhi đứa miếng nè lấy muỗng để đi lấy muỗng đi lấy muỗng đi con anh ảnh đợi cho trời ơi còn cục mặt kìa Thịnh đừng ấy Thịnh để cho Bảo Ngọc là Bảo Ngọc còn trong đó còn trong túi còn cục chưa dắt kìa. Để lấy ra cho Bảo Ngọc lũm cái cây. Đó Bảo Ngọc thích ăn lắm mà. Đó cục mới rớt xuống đó. Cục đó không có ngon, cục trong kia rồi nó còn mật á. Bóp rồi hết rồi. Còn cục mà, mới thấy nè. Còn cục. Ai vậy? Nè tao để ruộng luôn nè. Nè còn cục đó.
chục đó đâu có mật, nó ăn đâu ngon sắc không à. Nè, nè, nè. Nó gớt nó thấm mật thôi. Nè nghe không nè. Nghe bỏ xác nha. Không được, nó nghe mùi không có được đâu. Để cái rửa đâu còn cục nào đâu. Còn cục mà mới thấy một cục mà đừng có cãi. Hết rồi. Trời bóp ơi, cãi mới thấy một cục. Nó bóp chèn giác. Bóp giác hết rồi. Mới thấy một cục thôi mà. Đó thấy không? Nó thấy rõ ràng. Ngọc cắn thử miếng đi con. Cắn thử miếng đi con bạn. Thôi lắm hả? Gì gì để cho lấy cho con ăn nha. Nó cục mật nó ngon vậy. Để xa xa đây, nó rớt vô đây nha. Đó. Đây mật ong. Dắt luôn. Này thấy chứ hơn nửa lết. Ủa cho bị con ong chết ở đâu rồi sao? Chút xíu cho coi. Thấy rồi. Liếm luôn cái tay của Thận nữa. Cái chắc con ăn luôn cái tay của Thận. Trời ơi, tay cho mặt không? Ngủ chết ở đâu vậy? Này mới lấy